công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh mắc kẹt dưới cống thoát nước, một người tử vong. Hàng loạt cán bộ đảng viên ở Ninh Bình bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời. 92 người tố cáo tới công an vì bị sập bẫy trái phiếu bán tại SCB với gần 160 tỷ đồng. Năm công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh mắc kẹt dưới cống thoát nước, một người tử vong. Thưa quý vị, đang dọn vệ sinh dưới cống tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, năm nhân viên của công ty thoát nước bị mắc kẹt, một người tử vong, 4 người nhập viện cấp cứu. Chiều 26 tháng 7, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ PC07, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, khoảng 9 giờ 20 cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo có nhóm người bị mắc kẹt dưới cống trên đường Trần Văn Dầu, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an huyện Bình Chánh đã điều động nhiều cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường ứng cứu người dân. Tại hiện trường, lực lượng cứu hộ cứu nạn đeo mặt nạ, mang bình dưỡng khí xuống cống tìm kiếm nạn nhân. Thời điểm này, công an phát hiện một nạn nhân đã tử vong, liền đưa lên mặt đất. Danh tính nạn nhân là KL 38 tuổi, nhân viên công ty thoát nước. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện 4 nhân viên thoát nước khác bị thương mắc kẹt dưới cống, gồm Võ Huỳnh Bảo Anh 36 tuổi, Diệp Bảo Cường 33 tuổi, Trần Trung Bình 43 tuổi và Ngô Khải Minh 22 tuổi. Họ đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Đại diện UBND xã Phạm Văn Hai cho biết, nhóm công nhân nói trên trong lúc dọn vệ sinh dưới cống có thể bị thiếu oxy nên xảy ra vụ việc. Hiện 4 người bị thương đã được đưa vào bệnh viện Chợ Giấy cấp cứu. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ. Hàng loạt cán bộ đảng viên ở Ninh Bình bị kỷ luật, khai trừ ra khỏi đảng. Thưa quý vị, trong 6 tháng đầu năm nay, Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã kiểm tra đối với 71 tổ chức đảng và 128 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Qua đó đã thi hành kỷ luật đối với 1 tổ chức đảng và 34 đảng viên. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy Ủy ban kiểm tra các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của điều lệ đảng và nhiệm vụ cấp ủy giao. Trong đó nổi bật là việc bám sát sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Ủy ban kiểm tra Trung ương, sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Ninh Bình trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật nhà nước với các dự án gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái AIC thực hiện trên địa bàn Ninh Bình. Đồng thời triển khai thực hiện giải quyết tố cáo đối với 2 cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Kết quả, trong 6 tháng đầu năm 2023, cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã tiến hành kiểm tra 566 tổ chức đảng và 128 đảng viên. Cấp ủy các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy đã kiểm tra 26 tổ chức đảng và 45 đảng viên. Cấp ủy xã, phường, thị trấn kiểm tra 124 tổ chức đảng và 123 đảng viên. Ủy ban kiểm tra các cấp đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 71 tổ chức đảng, 128 đảng viên. Nội dung kiểm tra giám sát tập trung vào việc thực hiện các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, quy định về những điều đảng viên không được làm, kê khai tài sản thu nhập, việc thực hiện các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, chất lượng hiệu quả, đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định của Trung ương. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp được chú trọng, tăng cường. Công tác rà soát, thẩm tra, xác minh xử lý đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, tính chất, mức độ tác hại, nguyên nhân vi phạm đối với cán bộ đảng viên vi phạm, được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình, góp phần giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng. Đồng thời tạo động lực, điều kiện thuận lợi để cùng quân và dân trong tỉnh thực hiện phát triển kinh tế xã hội. Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Ninh Bình cho biết, qua kiểm tra đã kết luận 70 tổ chức đảng, 93 đảng viên có khuyết điểm vi phạm, có một tổ chức đảng và 34 đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý và kiến nghị xử lý kỷ luật, trong đó có một tổ chức đảng và 6 đảng viên bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, 8 đảng viên bị cảnh cáo và 20 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng. Trong số 20 đảng viên bị khai trừ ra khỏi đảng, có 9 trường hợp bị xử lý hình sự, khởi tố và kết án phạt tù do vi phạm. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập qua đời. Kính thưa quý vị, giáo sư Trần Thế Bảo xác nhận với phóng viên rằng nhạc sĩ Tôn Thất Lập đã qua đời vào sáng 26 tháng 7 tại Bệnh viện 175. Nhạc sĩ Tôn Thất Lập còn có các bút danh khác là Trần Nhật Nam, Lê Nguyên.
Ông sinh năm 1942 tại Huế, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam, Tổng biên tập Tạp chí Âm nhạc Việt Nam. Trong những năm kháng chiến, ông hoạt động trong phong trào Hát cho đồng bào tôi nghe. Các sáng tác của ông như Hát cho dân tôi nghe, Dậy mà đi, Phổ thơ Tố Hữu, Xuống đường đã được hát trong phong trào đấu tranh của học sinh sinh viên miền Nam. Sau đó ông ra Bắc học tại Nhạc viện Hà Nội rồi quay vào Nam làm công tác văn hóa của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Ông đã để lại cho đời nhiều ca khúc được công chúng yêu thích, trong đó nổi bật là những sáng tác về tình yêu quê hương đất nước. Nhiều ca khúc của ông đã được đông đảo quần chúng yêu thích như Tình ca mùa xuân, Tình ca tuổi trẻ, Chị An âm vang mùa xuân, Mưa thì thầm, Oan tù tì, Cô bé dễ thương và Tình yêu mãi mãi. 92 người tố cáo tới công an vì bị sập bẫy trái phiếu bán tại SCB với gần 160 tỷ đồng. Thưa quý vị, nhiều người dân kéo tới công an Thành phố Hồ Chí Minh nộp đơn tố cáo đã bị sập bẫy trái phiếu bán tại ngân hàng SCB, chứ không phải tham gia hình thức mới là gửi tiết kiệm với lãi suất cao và rút linh hoạt. Vào trưa ngày 28 tháng 4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh chính thức nhận đơn tập thể của 92 cá nhân kèm các tài liệu liên quan. Tố cáo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB đã có hành vi chiếm đoạt số tiền tổng cộng gần 160 tỷ đồng. Theo đơn tố cáo, người dân cho biết đã bị nhân viên ở Ngân hàng SCB tư vấn mập mờ, khiến họ hiểu nhầm rằng đang tham gia hình thức gửi tiết kiệm mới, được linh hoạt rút tiền và nhận lãi suất cao hơn gửi thông thường, nhưng thực chất là mua trái phiếu. Người dân không được cung cấp thông tin về doanh nghiệp phát hành trái phiếu, không được lựa chọn mã trái phiếu mà do phía ngân hàng mặc định. Đến nay, họ không rút được tiền lãi và gốc như được cam kết. Đứng trước cơ quan công an, bà Phạm Thị Bình, 56 tuổi, bán nước mía huyện Củ Chi, vừa khóc nức nở, vừa uất ức cho biết, do con trai làm ăn thất bại nên vào đầu năm 2022, bà đã bán nhà để chuẩn bị tiền trả nợ cho con. Trong lúc chờ con trở về nhà để trả nợ, bà mang gần 1,3 tỷ đồng tới gửi ở ngân hàng SCB. Tuy nhiên, bà đã bị nhân viên ngân hàng tư vấn tham gia vào hình thức gửi tiết kiệm mới. Khi cần tiền có thể rút linh hoạt mà không bị mất lãi, như gửi tiết kiệm có kỳ hạn thông thường, chứ không nói đang mua trái phiếu của công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông và công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận có thể bị rủi ro. Bà Bình chia sẻ khóc đỏ mắt, tôi ít học, đâu có dành chữ nghĩa, viết chữ phải viết từ từ, đọc thì cũng phải giáp từ từ mới hiểu, nên chỉ chỗ ký chỗ nào thì tôi ký chỗ đó, tôi tới ngân hàng nên tôi tin. Giờ không có tiền, con bị nợ nần không thể trả, bản thân tôi cũng bị bướu trong người cần tiền chữa bệnh, đau lắm, tối không ngủ được. Cũng không giữ được bình tĩnh, bà TTT, 61 tuổi, từng làm phó hiệu trưởng của một trường mầm non tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nghỉ hưu khóc, cho biết không chỉ mình mà cả con trai cũng bị dính vào trái phiếu bán tại ngân hàng SCB với số tiền gần 1 tỷ đồng. Cầm đơn tố cáo trên tay, bà T chia sẻ, tôi làm 36 năm trong ngành giáo dục, số tiền đó là cả gia tài tôi dành dụm tàn tiện, rất đau xót. Mình cũng có hiểu biết chứ không phải không biết gì, nhưng vì quá tin tưởng người tư vấn nên mới bị lèo lái. Cứ nghĩ đang gửi tiết kiệm hình thức mới, có ai ngờ đang mua trái phiếu, giờ cả hai mẹ con đều dính, vô cùng tuyệt vọng. Hỏi về việc vì sao mua trái phiếu và gửi tiết kiệm là hai hình thức khác nhau nhưng lại có sự nhầm lẫn, đồng thời không nghi ngờ lời của người tư vấn, bà của 55 tuổi nói. Nhân viên này ở ngân hàng đều không lo gì cả, có vấn đề gì thì tôi cứ tới ngân hàng giải quyết thôi. Như vậy bà đã chuyển tổng cộng 3 tỷ đồng, số tiền đã phải tích góp cả đời mới có được.